phát huy phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Những năm qua, các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn thành phố Bắc Giang đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Trong đó, nhiều cuộc vận động, nhiệm vụ trọng tâm được triển khai hiệu quả đã để lại những dấu ấn quan trọng trong hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026. Trước hết, để hội viên phụ nữ nắm chắc và hiểu sâu, rõ nội dung nghị quyết, 100% hội phụ nữ cơ sở đã tổ chức giao lưu tọa đàm, hội thi, tìm hiểu về nghị quyết, tuyên truyền trên loa truyền thanh, trên trang mạng xã hội, nhóm giao lưu của hội. Chúng tôi đã lựa chọn chi hội Chini 2 để làm điểm triển khai thực hiện nghị quyết trong kỳ sinh hoạt chi hội. Sau khi đó, chúng tôi rút kinh nghiệm và triển khai đồng loạt ở 6 chi hội còn lại. Do vậy mà 100% các chi hội như cán bộ hội viên đều nắm được các nội dung của phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố chỉ đạo các cấp hội triển khai thực hiện thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ. Với chủ đề hình thức thi đua, hành động cụ thể phù hợp với địa phương đơn vị và từng đối tượng. Do đó thu hút gần 28.500 hội viên phụ nữ tham gia thông qua trên 460 mô hình sinh hoạt văn hóa thể thao. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đến nay, các cấp hội duy trì nâng cao chất lượng các hoạt động, loại hình làm theo Bác. Vì thế đã giúp đỡ 94 gia đình hội viên khó khăn, số tiền hơn 293 triệu đồng, tặng trên 1 tỷ đồng cho hội viên phụ nữ trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Nửa nhiệm kỳ qua, các cấp hội phụ nữ thành phố còn quyết liệt trong thực hiện hai khâu đột phá, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động hội và đồng hành xây dựng chi tổ hội vững mạnh, chỉ đạo các đơn vị tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của hội. Xác định ứng dụng công nghệ thông tin là khâu đột phá trong thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trần Nguyên Hán chúng tôi ngay từ đầu nhiệm kỳ đã triển khai những hoạt động như thực hiện hoạt động chuyển đổi các hình thức sinh hoạt từ hội nghị truyền thống sang hình thức tuyên truyền qua hệ thống mạng Zalo, Facebook, v.v. và chuyển đổi các tài liệu từ văn bản sang tài liệu số như hình ảnh, video clip, minh họa sinh động để cho hội viên được tiếp thu thông tin nhanh hơn. Hiện nay thì 100% các chi hội đã sử dụng thành thạo việc tiếp nhận và báo cáo qua nhóm Zalo và thực hiện quản lý hội viên trên phần mềm do hội cấp trên triển khai. Đặc biệt, các cấp hội phụ nữ đã tích cực vào cuộc cùng hệ thống chính trị tham gia phòng chống dịch COVID-19, cử trên 1.500 lượt cán bộ hội viên hỗ trợ công tác hậu cần, tích cực vận động các nguồn lực, ủng hộ trên 2 tỷ đồng, gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm, trang thiết bị phòng chống dịch, đồng thời quan tâm hỗ trợ thu hoạch, kết nối, tiêu thụ nông sản. Trong cái thời điểm mà dịch bệnh COVID-19 bùng phát thì cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ chúng tôi được chính quyền địa phương giao cho nhiệm vụ là đảm nhận toàn bộ cái việc công tác hậu cần cho lực lượng làm nhiệm vụ và cho các cái điểm chốt phong tỏa. Chúng tôi nhận được cái sự đồng tình, ủng hộ và rất trách nhiệm của tập thể cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường. Hàng ngày, hàng giờ là chúng tôi phải có mặt tại các điểm chốt trực để đảm bảo việc cung cấp nhu yếu phẩm và đảm bảo vệ sinh môi trường. Hội Phụ nữ thành phố hiện có 16 cơ sở hội và 2 đơn vị trực thuộc với tổng số gần 38.600 hội viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các phong trào thi đua, các khâu đột phá được triển khai sâu rộng từ thành phố đến cơ sở, gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo hiệu quả, có sức lan tỏa trong cộng đồng, đã góp phần hoàn thành 8 trên 9 chỉ tiêu nhiệm kỳ, nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố khóa 22. Để đạt được những kết quả trên, thì có sự đoàn kết nhất trí, thống nhất cao của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và sự đồng lòng vào cuộc tích cực của toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố. Vì thế các chỉ tiêu thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm, phong trào thi đua của vận động đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ. Và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Giang luôn đứng trong top đầu của 10 Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn tỉnh và được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng như thành ủy đánh giá cao. Với những kết quả đó, nửa nhiệm kỳ, Hội Phụ nữ thành phố được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đánh giá cao, các cấp ngành khen thưởng. Trong đó, năm 2023, được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen.